Lời đầu tiên chúng tôi xin được gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng. Với suy nghĩ một quyết định nhỏ, cả tương lai xanh. Bibai chúng tôi mong muốn mang đến quý khách hàng những công nghệ tiên tiến, an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường nhất hiện nay qua phương tiện xe đạp điện thông qua chuỗi hệ thống cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp. Nhiều năm kinh nghiệm, Bibai cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất hiện nay trong ngành xe chạy điện tới quý khách hàng. Xe điện Bibai có chương trình độc quyền tại Việt Nam dành riêng cho khách hàng của Bibai rằng tất cả các sản phẩm của Bibai khách hàng sẽ được hưởng chương trình dùng thử miễn phí trong vòng 1 tháng đi kèm cùng chính sách hậu mãi tốt nhất và quà tặng hấp dẫn. Giá có thể đổi trả hoặc hoàn tiền nếu chưa ưng ý. Hầu hết khách hàng của chúng tôi sau khi nhận xe đều cảm thấy rất hài lòng về giá. Sản phẩm chính hãng, những sản phẩm của Bibai đều là hàng chính hãng, cam kết mang đến quý khách hàng chất lượng và sự phục vụ tối ưu nhất cho sản phẩm và quá trình sử dụng sản phẩm của quý vị. Bảo dưỡng và sửa chữa, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ là những người đam mê về xe đạp. Những sản phẩm của Bibai đến tay khách hàng đều được chúng tôi coi như những đứa con tinh thần luôn ngày đêm tận tâm chăm sóc. Chi tiết cấu tạo của xe điện được hình thành như thế nào, xe điện chắc không còn xa lạ gì với các bạn nữa. Nhưng liệu nhiều người đã biết xe điện vận hành như thế nào? Bao gồm những gì chưa? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo xe điện như thế nào, cấu tạo của xe điện như thế nào? Cấu tạo của xe điện như thế nào, về cấu tạo, xe đạp điện và xe máy điện hiện nay về cơ bản là giống nhau. Bao gồm, động cơ, ắc quy hoặc pin, tay ga, mạch điều khiển hoặc IC, động cơ điện hiện nay được thiết kế tích hợp vào bánh sau của xe. Về động cơ điện sẽ có nguyên lý hoạt động giống với motor cỡ lớn, bao gồm rotor và stator. Rotor là bộ phận cuộn dây sẽ đứng yên, stator là hệ thống nam châm sẽ quay theo chiều bánh xe. Động cơ điện sử dụng nguồn điện 3 pha được lấy từ hệ thống tích điện pin hoặc ắc quy để hoạt động. Tuy nhiên, hệ thống ắc quy lại chỉ là dòng điện một chiều nên cần phải sử dụng các bộ điều khiển để thay đổi từ dòng điện một chiều thành dòng điện 3 pha thì động cơ điện mới có thể hoạt động bình thường. Động cơ là bộ phận liền khối với bánh xe, hai bên gồm hai miếng ốp bảo vệ lõi động cơ được thiết kế kín nước khi di chuyển mưa và tránh tác động xấu từ môi trường. Động cơ điện có hai loại, sử dụng chổi than và không sử dụng chổi than. Động cơ chổi than sẽ có sự hao mòn theo thời gian nên độ bền sẽ kém hơn động cơ không sử dụng chổi than. Hiện nay, hầu hết các mẫu xe đạp điện, xe máy điện đang sử dụng động cơ không chổi than. 2. Ắc quy hoặc pin. Ắc quy hay pin là hệ thống tích điện cấp năng lượng cho động cơ và các thiết bị khác trên xe hoạt động. Đây được coi là trái tim của xe. Một mẫu xe điện tốt là một mẫu xe điện phải có động cơ khỏe và hệ thống tích điện tốt. Hiện nay, các dòng xe điện đang có hai sự lựa chọn về hệ thống tích điện ắc quy và pin lithium. Ắc quy là hệ thống tích điện thường được sử dụng trên các dòng xe điện tầm trung, giá rẻ. Ắc quy thường có cấu tạo hình chữ nhật, sử dụng các lá chỉ PB để tạo hai cực được nhúng vào axit sulfuric S2SO4. Dựa vào axit thuộc dạng dung dịch hoặc dạng gel mà có hai loại ắc quy ướt và ắc quy khô. Ắc quy có mức mật độ năng lượng ở mức trung bình, dễ chế tạo, giá thành rẻ. Tuy nhiên, ắc quy thường có khá nặng, để hoạt động một mẫu xe điện thường sẽ tăng trọng lượng xe lên từ 8 đến 12 kg. Đa số các mẫu xe đạp điện và xe máy điện có mức giá dưới 20 triệu đều sử dụng bình ơ quy. Aquoxidian, ắc quy trên xe điện X-Men có tới 5 bình lớn, pin là pin lithium là công nghệ pin gồm các lớp pin có điện cực dương làm từ các hợp chất chứa lithium cụ thể là LFP, LiPo 4, NMC, Linum Q2 và LMO. Lim 2O4, Li 2MnO3 còn cực âm làm từ graphite. Chất điện Li có thể là dung dịch hoặc dưới dạng chất rắn, sẽ truyền ion Li-ti giữa các điện cực, cung cấp năng lượng cho xe. Pin lithium có rất nhiều ưu điểm như trọng lượng nhẹ 3 đến 4 kg, mật độ năng lượng cao gấp 4 lần ơ quy, tuổi thọ cao, an toàn. Tuy nhiên, chi phí sản xuất lớn, có mức giá cao nên thường chỉ được lắp trên các mẫu xe điện hiệu năng cao, đắt tiền. Do đó, những mẫu xe điện chạy bằng pin lithium cũng có chi phí cao hơn xe điện sử dụng bình ơ quy. Điển hình trên thị trường là mẫu xe đạp điện gập gọn thông minh. Pin lithium với chi phí cao nhưng hiệu năng tốt và thân thiện môi trường. Ba, tay ga. Tay ga trên các mẫu xe điện có chức năng tương tự xe máy, đều giúp người sử dụng có thể điều khiển tốc độ xe, giúp người dùng có thể sử dụng an toàn khi sử dụng khi điều khiển xe tham gia giao thông. Tay ga xe điện hoạt động theo nguyên lý cảm ứng từ
Khi ta vặn ga từ trường trong tay ga sẽ làm cảm biến hoạt động, giúp xe hoạt động theo ý muốn. Tay ga trên xe điện ngày nay tích hợp nhiều chức năng, cảm biến tay ga cô còn quá nhạy như mẫu xe điện cũ. Tay ga trên xe điện ngày nay tích hợp nhiều chức năng, cảm biến tay ga cô còn quá nhạy như mẫu xe điện cũ. 4. Mạch điều khiển hoặc IC, mạch điện có chức năng đầu tiên là chuyển dòng điện một chiều từ hệ thống tích điện thành dòng điện 3 pha giúp động cơ có thể hoạt động. Ngoài chức năng đó, mạch điều khiển còn phải đảm nhận thêm rất nhiều công việc khác. Có thể coi mạch điều khiển là một người cảnh sát giao thông giúp điều khiển tất cả bộ phận trên xe điện hoạt động trơn tru. Các chức năng có thể đến là nhận tín hiệu điện từ tay ga truyền xuống động cơ, giúp xe hoạt động theo tốc độ mong muốn. Phẩy chấm, điều khiển các bộ phận hỗ trợ còi, xi nhan, đèn, tạo nên sự an toàn khi tham gia giao thông. Chấm, điều khiển một số chức năng khác, số lùi, còi báo động, dây hạn chế tốc độ cruise control. Mạch điều khiển hoặc IC của xe điện, IC điều tốc của xe điện, mạch điều khiển là bộ não của chiếc xe điện. Đó là những cấu tạo cơ bản của một mẫu xe điện hay xe đạp điện, xe máy điện. Qua bài viết này chúng mình cũng mong các bạn hiểu rõ hơn về cấu tạo của chiếc xe điện được hình thành như thế nào. Nếu còn băn khoăn về các vấn đề khác hay chưa rõ, đừng ngại ngùng thắc mắc mà hãy liên hệ ngay với xe điện Bibai để được giải đáp miễn phí các bạn nhé. Cảm ơn các bạn độc giả đã xem bài viết.